Chào các bạn, hôm nay là thứ bảy thì mình đang lại ở nhà nằm ngủ, nhưng mà hôm nay mình sẽ cầm cái máy đi và đi quay vlog cho các bạn xem. Thì các bạn thấy đây là cái trường của mình, mình đang ở trong trường. Thì hôm nay có một bạn người Indonesia đấy, thì bạn ấy bảo là đi quay cái vlog là về reaction cái món ăn Indonesia cho bạn đấy đi, xong thế là mình cũng đi luôn. Và hôm nay thì sẽ có một đây là đại đệ tử của mình. Anh nhỏ. Đây là con bé người Nhật hôm bữa đã lên vlog mình. Ủa bây giờ tụi mình trễ rồi cho nên là mình sẽ đi sớm một chút xíu. Và có gì nữa thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nhé. Ok. Không biết cách ra hội gì hết. Lại mang chơi bóng gỗ, hôm nay chắc có cái chương trình thi bóng gỗ gì thì phải. Đây là các chàng trai chơi bóng gỗ. Nè, chào chức quý sĩ. Nè. Bây giờ mình sẽ đi qua quán cà phê mà cái bạn đó bán hẹn. Nếu bạn thấy là cái đường của trường mình thì bây giờ mình đang lên dốc như thế này, rất là mệt. Ở Hàn Quốc thì có rất là nhiều cái dốc như thế này các bạn ạ. Bây giờ đang là mùa xuân, mùa đông rồi, bây giờ là chuyển qua mùa xuân. Bây giờ vẫn là lạnh nhưng mà hai cái đứa quỷ này nó mặc đồ cứ như là không có vụ án gì xảy ra. Thấy không? Này, cái nhỏ này thì nó mặc quần, mặc có áo rồi thôi. Còn trong khi đó mình mặc 3-4 lớp luôn. À, rất là cực. Đây là cái bạn này, chứ nếu các bạn coi vlog thì bạn cũng biết là cái bạn này học mà. Ở khoa gì đó mình chẳng biết nữa, nhưng mà cũng hay xuất hiện cho đấy. Đây là cái ký túc xá của trường mình. Thì ký túc xá này là ký túc xá mới nhất. Nghe nói trong đây xịn lắm, phòng vừa rộng, có cả cái nhà vệ sinh riêng nữa. Đây là cái đường này bình thường thì hôm nay là thứ bảy, nhưng mà bình thường là đường này mình đi làm ở cái chỗ học tiếng luôn. Thì học tiếng là chỗ nào bây giờ mình sẽ đi đó cho các bạn cùng xem luôn nha. Vừa đi vừa nói mệt quá. Ủa, vô quán cà phê này hả? Đấy, các bạn thấy góc bên này nè, cái chỗ đó chính là cái chỗ mình làm á, còn đây là quán cà phê tụi mình hẹn nhau. Ok, và bây giờ mình đã đến được cái chỗ quay phòng trong đây rồi. Đây là các bạn mình sẽ quay. Dây chua. Yeah, 소개해 줘. 저 오늘 뭐 하는지. 얘네들 많이 봤어. 이상한 것들. 아니 이 뭐 말해줘. 한국어로 말을 하는 거예요? 네. 자, 여러분 안녕하세요. 인도네시아에서 온 제럴린 테니라고 합니다. 오늘은 저희가 인도네시아 과자를 같이 먹어서 영상을 찍었습니다. 감사합니다. 네. 또 니 이름 누구야? 또 만났네. 또 나왔네. 나왔네. 그 일본어도 봤었어요? 아 아니요, 저 조금밖에 못해요. 조금밖에 못해요? 네. 내가 연예인이야, 네가 연예인이야. 잘 되고 있는 거 맞아요? 형이도요. 지하로는 뭐 요즘 뭐하고 지냈어? 아, 대학원 갔지. 아, 대학원 갔어? 어. 그럼 작년에 졸업했나? 응, 졸업했어. 넌? 나? 응, 너도 안 했잖아. 똑같네?
준거가 만져봐. 만져. 지훈가 안에 안에서 앉아서 불편할 수 있으니까. 저쪽이 안 돼. 혹시 이러 봐. 여기서 앉을래. 아, 그때는 왜 그렇게 했거든. 아, 오케이 오케이 오케이. 그러면 일단은 근데 이건 왜 여기 안 되잖아. 아. 그러게. 일단은 맛있다. 똑같다고 치토스랑? 나는 치토스 먹어본 적이 없는데. 레벨 5인데. 장기가 어느 정도 맞았어요? 아, 근데 아마 이게 더 매운 것 같아요. 아마 인도에서 음식은 매운 거 많으니까. 근데 이것도 사실 그 방금 이게 뭐라고 하더라? 암? 마마. 예, 마로 만들어지는. 여기서 여기까지 다 보인가요? 이거 잘 안 보여요. 엄마 먹고 싶어요. 자, 일단 그냥 한국말로 그걸 뭐라 해요? 러버. 그냥 러버? 네. 왜요? 그러면 나 와이성 러비 그럼 mình sẽ đi karaoke đi hát karaoke đây. Và tụi này không chịu đi nên mình sẽ đi với thằng bé Trung Quốc, à thằng bé Nhật Bản này hay đi với mình đấy. Karaoke. 내가 여기 일하고 있어. 아, 무슨 일을 해요? 저 베트남 학생 관리하는. 아, 근로 하는 거야? 근로. 매일 mình đang đi tới chỗ hát karaoke. 매일. 매일. 매일 thứ bảy cho nên là ở ngoài đường ít người lắm, chỉ có mấy đứa bọn mình đi thôi. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa. Nói chung là không có lạnh lắm, cũng có nóng lắm, cho nên là rất là thoải mái. Đẹp. Đây là cái chỗ mà mình đang ở. Không phải chỗ mình đang ở đâu, mà là cái chỗ trường học của mình. Ở đây nó bị rung quá cho nên mấy bạn thông cảm nha. Ok. 올림픽 아 그치 그치 그 선수들은 그 대회에서 꽤 나 나면은 이거 광고 광고 혹시 뭐 그런 연락을 많이 받았어요 네 진짜 영원의 수련 바람이 좋은 날에 햇살 Bây giờ mình đã đi hát karaoke xong rồi, bây giờ đã tối rồi các bạn. Bây giờ chưa rồi. Cứ nhau một closing. Bây giờ phải gửi thằng bé người Nhật đi về nhà. Dạ, nhau thầy con. Tập thái như đó. Bây giờ mình sẽ ghé ở đây tí có chút chuyện nha. Thank you.
bây giờ thì mình đã về tới nhà rồi. Thì hồi nãy mình mới ghé tiệm nhà sách đó để mình mua một quyển sổ tay. Cũng không phải sổ tay lắm mà nó cũng hơi bự như thế này, tại vì mình cần phải một quyển sổ để mình đi học, để mình chép ấy. Thì mình sẽ cho các bạn thấy quyển sổ rất là hay nha. Thì quyển sổ này mình mua khoảng 4.000 won là khoảng 80.000 Việt Nam ấy. Thì nó sẽ chia ra tổng cộng 4 ngăn màu như thế này các bạn thấy không? 4 ngăn màu 1, 2, 3, 4. Thì mỗi ngăn như vậy đấy thì mình sẽ dùng để mà viết mỗi môn. Thì thực tế thì nếu mà các bạn học tiếng Hàn thì mình khuyên các bạn nên xài một quyển như thế này. Bởi vì sao? Ví dụ như là khi các bạn học ngữ pháp ấy, thì các bạn có thể dùng một phần này, một ngăn này này để chép các phần ngữ pháp. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng một ngăn để chép các phần như là biến âm rồi này nọ, các quy tắc trong tiếng Hàn, rồi các quy tắc bất quy tắc này nọ thì các bạn ghi một phần. Tiếp theo phần này thì các bạn có thể dùng để viết những từ vựng mà quan trọng ra, và cái căn cuối cùng thì các bạn có thể dùng để làm bất cứ cái gì các bạn cần thiết. Nó quan trọng nha, tại vì sao? Những cái quyển như vậy thì các bạn chỉ nên chép những cái công thức thôi, chứ đừng làm quyển sách làm bài tập. Tại vì sách bài tập thì nó sẽ rất là gọi là thay đổi rất là nhiều, cho nên là nếu mà các bạn xài cái quyển này thì rất là uổng. Quyển này kiểu như là các bạn luôn luôn phải đem theo mình như vậy đấy. Cho nên mình mua quyển này để mình chép bài học. Thì các bạn sẽ nhiều bạn hỏi mình đang học cái gì. Thì thực tế mình đang học ngành tiếng Anh. Ngành tiếng Anh mình sẽ cho các bạn coi sách ngành tiếng Anh của tụi mình nha. Thì nói chung là đây, ngành tiếng Anh luôn các bạn ơi. Thấy không? Tiếng Anh từ trên xuống dưới. Nói chung là tiếng Anh quá trời tiếng Anh luôn, thấy không? Toàn là tiếng Anh thôi. Camera lấy nét cái này này, đừng lấy mặt ta. Đấy, thấy không? Thì đây là cái môn này gọi là môn ngữ pháp tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh nó không phải như là ở Việt Nam vậy dễ dễ đâu, chứ bên này vậy nó phức tạp, nó làm phức tạp quan trọng hóa vấn đề lên các bạn ơi. Hoặc là như cái quyển này là The Sound of Language. Thì cái quyển này là âm thanh của, nghĩa là âm thanh học tiếng Anh. Quyển này nhìn vô các bạn nhìn rất là cực khổ học, mà nói chung là học có mang tiếng là đi học tiếng Anh, nhưng mà thực tế giáo sư giảng bài bằng tiếng Hàn, mà trong khi đó mình là người Việt và mình đi học ở Hàn Quốc, cho nên là thì cũng không biết hồi đó tại sao mình lại muốn chọn ngành tiếng Anh này nữa. Nhưng mà hồi đó mình nghĩ như vậy nè, nếu mà mình đi qua Hàn Quốc á, mình học cái ngành gì đó mà mình có thể giỏi hơn với Hàn Quốc á thì tốt quá, thế nên là mình chọn ngành tiếng Anh. Thì thế là khi mà mình chọn ngành tiếng Anh thì công nhận là những cái môn như là môn hội thoại hoặc là cái môn mà căn bản như là viết văn tiếng Anh thì mình giỏi hơn thiệt, mình toàn được A cộng không. Nhưng mà mấy cái môn mà mấy giáo sư người Hàn giảng thì đa số mình điểm hơi bị thấp chút xíu. Thì ngoài ra thì đó là cái ngành chính của mình, còn mình có học thêm một cái gọi là tiếng Trung Quốc. Thì mình đang dự định là sẽ đi du học Trung Quốc, gọi là cái học bổng của trường mình ấy, cho đi du học khoảng là 1 tháng rồi, cho nên là mình phải chuẩn bị tiếng học tiếng Trung Quốc trước. Cái môn này là môn mình tự học, chứ không phải là mình đi học trung tâm hay là đi học qua cái trường lớp nào hết, cho nên cũng rất là khó. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, nếu mình đi học du học qua bất cứ một cái nước nào đó thì mình phải chuẩn bị cái ngôn ngữ của cái nước đó trước. Cho nên mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn đi du học Hàn Quốc đó, thì các bạn cũng nên chuẩn bị như vậy nha. Thì trước hết kết thúc vlog ngày hôm nay ha, thì các bạn thấy mình có ghé qua một cái cửa hàng gọi là cái quán bán cơm, đó là kiểu như là bán cơm hộp ở Hàn Quốc á, Hansot. Thì trong mấy cái cửa hàng mình đi ăn thử thì Hansot là cái nơi bán rẻ nhất, giá rẻ nhất cũng khoảng là 2.000+ là một phần cơm. Tiếp theo là cao nhất là khoảng 6.000-7.000 thôi, thì cái giá các bạn ăn. Ví dụ như là cái phần cơm của mình đây thì mình sẽ cho các bạn coi cơm hộp nha. Thì cơm hộp của Hàn Quốc thì nó đẹp hơn ở Việt Nam thôi, nhưng thực tế thì không có ngon hơn được Việt Nam bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình rất thích ăn cái phần này. Phần cơm này gọi là cái phần cơm đồng bếp. Ui da, hình như ui cái nước sốt. Cái này nó bị chảy ngược xuống rồi. Thì các bạn nhìn nhé. Đấy, ui da, cái nước nó cứ chảy ra các bạn ơi. Thì đây là phần cơm đông bếp. Giá là khoảng 5.000 won. 5.000 won như vậy đấy thì tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam là khoảng 100.000. Thì trong này cũng có cơm, rồi có cái gì đây, cái này là tôm này nọ, thịt cũng khá là ngon. Thì các bạn hỏi tại sao mình lại đi mua cơm về nhà ăn mà mình không ăn ở ngoài quán đó. Thì thực tế là mình cũng muốn ăn ở ngoài quán lắm, nhưng mà các bạn cũng biết ở Hàn Quốc á, người ta hay đi ăn đồ này nọ là người ta đi ăn với bạn bè. Còn đi ăn một mình mà ngồi trong quán nhìn rất là tội nghiệp và cảm giác như là cô đơn, mà kiểu như không có bạn bè để ai chơi, để mà phải đi ăn cơm một mình như vậy đó, mình rất là ngại. Cho nên là mình phải mua cơm về nhà ăn, với lại mình thấy ăn ở nhà nó thoải mái hơn, không ai nhìn ngó hay không dòm ngó gì hết, mình thấy tiện cái đó. Nhưng mà có một cái là sau khi ăn xong phải dọn rác, thì dọn mấy cái này phân loại rác làm rất là phức tạp các bạn. Thế nên là mặc dù cũng muốn đi ăn ở ngoài tiệm lắm, nhưng mà đi ăn một mình thì hay bị người ta dòm ngó này nọ cũng khó chịu, cho nên là mình mua về ăn. Còn các bạn thích thì các bạn cũng có thể đi ăn một mình cũng được, không sao hết, tùy quan điểm của mỗi người thôi.
Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn cái cơm này, rồi mình sẽ đi ngủ một chút xíu, tại vì hôm nay mình đi cũng mệt mỏi quá. Thì buổi tối mình phải làm một số công chuyện nữa, cho nên là mình cứ biết sắp xếp thời gian ở Hàn Quốc hợp lý. Và cái vlog ngày hôm nay thì mặc dù là không có gì vui lắm, nhưng mà cũng rất cảm ơn các bạn đã xem tới giây phút này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn luôn quan tâm và theo dõi mình. Bye bye.